Lật mặt sự thật phía sau thị trường bất động sản, ngày tận thế đã đến, nhà đầu tư chết thảm. Hiện nay trên thị trường thì chúng ta nghe rất nhiều thông tin tiêu cực, cái dạng như là thị trường bất động sản toang, thị trường bất động sản bong bóng, bất động sản không có giao dịch, bất động sản chết thảm, nhà đầu tư phải giảm giá, cắt lỗ 50-70% mà cũng không bán được hàng. Ai cũng bán, không ai đi mua, nên dù có giảm giá, cắt lỗ như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không bán được. Cũng như là chúng ta thấy có rất nhiều thông tin tiêu cực, có rất nhiều truyền thông và có rất nhiều đăng tải hay làm video clip là với những nội dung là bất động sản ngày tận thế. Và bây giờ chúng ta nên không nên đi mua bán bất động sản nữa. Đáng đời cái bọn thổi giá bất động sản. Nhưng sự thật phía sau nó có phải là như vậy hay không? Thì hôm nay Hiền sẽ làm clip này, chia sẻ cái quan điểm và chia sẻ cái góc nhìn của mình về cái thị trường bất động sản, cũng như là những sự thật phía sau, sự thật phía đằng sau của thị trường bất động sản. Hay là có một người nào đó, hay có một nhóm người nào đó, người ta đang điều khiển đám đông, người ta đang điều khiển thị trường. Và khi mà chúng ta mua vào, chúng ta bán không được thì buộc lòng chúng ta phải cắt lỗ. Và cái chuyện gì nó sẽ diễn ra tiếp theo? Xin chào mừng anh em và xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm kênh Hiền Lê. Cũng như là nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được kênh này, lần đầu tiên bạn xem được video này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông á, để lần tới khi Hiền phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, ý nghĩa nhất và giá trị nhất. Vậy cái sự thật phía sau của cái thị trường bất động sản nó là như thế nào? Thì bình thường có phải là anh em chúng ta thấy như thế này không? Bây giờ là đang là cái lúc mà chúng ta mua vào, chúng ta ôm một thời gian và có rất nhiều thông tin tiêu cực và chúng ta phải cắt lỗ, phải giảm giá bán ra. Vậy thì một cái quy trình chuẩn, một cái quy trình bình thường khi thị trường bất động sản nóng sốt, đến khi thị trường bất động sản đi ngang, đi xuống và nó xuống đáy thì nó diễn ra như thế nào? Cái đầu tiên là bắt đầu là người ta có một số người, người ta ôm hàng vào. Sau khi người ta ôm hàng xong, người ta ôm hàng thì khi đó nhiều người chưa biết và người ta tung thông tin truyền thông, những thông tin tốt, những thông tin tích cực. Và mọi người thấy là bây giờ có tiền, chúng ta nên là đi mua, đi bán bất động sản đi. Mọi người nhảy vào ôm hàng. Và sau khi mọi người ôm hàng há xong thì đâu đó khoảng 1 đến 2 năm sau bắt đầu là có những thông tin tiêu cực. Nào là lãi suất cao, nào là thị trường đóng băng, nào là kinh tế ảm đạm, nào là lạm phát, nào là thất nghiệp. Thì mọi người hoang mang, lo lắng, hoảng loạn. Bây giờ là không bán được, không có cách nào, thất nghiệp, không có tiền, không có công ăn việc làm. Thì bây giờ mà muốn bán được thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là chúng ta phải giảm giá. Ví dụ trước đây là chúng ta mua 1 tỷ đi, bây giờ muốn bán được chúng ta phải cắt lỗ giảm giá đi còn 600, 700, thậm chí là có những người bán 500. Mà trong cái lúc mà thị trường bất động sản đóng băng, bất động sản toang mà nhiều người hoang mang như thế này, tâm lý hoảng loạn như thế này và truyền thông mà nó nhồi nhét vào đầu chúng ta những cái thông tin tiêu cực như tại cái thời điểm này, mà muốn bán được thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là người ta bán mà cắt lỗ 30% thì chúng ta phải cắt lỗ nhiều hơn là 40-50% mới hòng là chúng ta thoát được cái hàng này. Vậy thì ngay cả tại cái thời điểm này có một số lượng người là người ta bắt đầu vào thị trường, người ta đi săn, đi gom, đi ôm những cái hàng giá rẻ đó. Bởi vì sao? Bây giờ bạn mà không bán được thì bạn cũng không có tiền để trả lãi ngân hàng, không có tiền ăn tiêu, không có tiền để làm cái này cái kia. Bạn lo lắng rất nhiều thứ. Bây giờ chỉ có chờ một người nào đó vào hỏi mua thôi, là bạn bán đổ, bán tháo, bán ngay, bán liền, bán giảm giá đi. Bình thường thì bạn đấy, bạn mua 1 tỷ, bây giờ bạn cắt lỗ, bạn giảm giá còn 500 và người ta đi ôm cái hàng 500 này. Và sau khi người ta ôm xong thì người ta sẽ làm cái gì? Bắt đầu người ta ôm xong, người ta ôm đủ và đủ số lượng cái hàng và cái nguồn tiền mà người ta cần phải ôm rồi, bắt đầu là người ta sẽ tung thông tin thị trường, những cái thông tin tốt giống như là đầu tư về kinh tế, phát triển về kinh tế, công ăn việc làm, lãi suất ở chính sách, có rất vân vân vân, có rất nhiều thông tin nó tốt như thế. Và người dân lúc này à, bất động sản bây giờ nó đã tốt, nó quay trở lại rồi, bây giờ mình phải tranh thủ ra mình đi mua đi. Vậy là tất nhiên là mọi thứ nó phải có độ trễ nha các bạn, nó phải độ trễ thường đâu đó là khoảng 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ là có nhiều người lao vào thị trường, đám đông lao vào thị trường để đi mua, đi săn, đi tìm bất động sản. Thì bắt đầu là người ta ra hàng. Người ta ra hàng ngay thời điểm này, bởi vì sao? Người ta mua là tại cái thời điểm mà ai cũng chán, ai cũng không mong muốn là giữ thêm nữa. Và ai cũng mong rằng mình thoát được càng nhanh càng tốt. Và bây giờ là người ta bán ra cái khi mà ai cũng mong muốn là mua được. Bây giờ làm sao mà mua được, chứ không mua thời gian tới nó tăng nữa thì lại không mua được. Người ta mua có 500, bây giờ thị trường nó nóng sốt, nó quay ra lại không phải là người ta bán 1 tỷ đâu, mà có thể là người ta bán 1 tỷ 2 tỷ rưỡi. Các bạn thấy không, chỉ trong một thời gian ngắn 6 tháng là 1 năm hoặc 2 năm thôi, người ta bỏ một số tiền ra và bây giờ là người ta lãi là x2 x3 lần. Với những cái chiêu trò, với những cái cách làm như thế này này, mà trong một thời gian ngắn 1 đến 2 năm thôi mà cái lợi nhuận của người ta là x2 x3, nên mới có cái chuyện là gì,
đầu tư mua bán hay kinh doanh bất kỳ một cái gì đó thì chúng ta cũng phải nhìn nhận, chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải có sự am hiểu thì chúng ta mới kiếm được tiền. Còn nếu như mà khi mà chúng ta đi theo đám đông, một đám đông thì thường bị dẫn dắt, một đám đông thì thường bị đến trễ, mà một đám đông thì thường bị người ta ăn thịt. Nên là có những người, người ta đứng sau, người ta không cần phải làm nhiều, người ta chỉ cần đạo diễn, người ta làm một cái điều gì đó thôi, người ta đẩy đám đông vào một cái gì đó, một khu vực nào đó, một cái thị trường nào đó, một cái ngách nào đó, một cái phân khúc nào đó, làm cho người ta hoảng loạn, làm cho người ta có nhu cầu, làm cho người ta nôn nóng, làm cho người ta mong muốn là sở hữu được cái đó, thì người ta sẽ bán ra và người ta sẽ có rất nhiều tiền. Đây chính là những cái sự thật phía sau mà nhiều anh em đi đầu tư mua bán bất động sản chúng ta lại không thấy được. Nếu chúng ta đi theo đám đông thì chúng ta sẽ kiếm được tiền không? Vâng, chúng ta vẫn kiếm được tiền, những cái tiền mà chúng ta kiếm được thì nó chẳng đáng bao nhiêu. Vậy thì chúng ta đi ngược lại đám đông thì chúng ta kiếm được nhiều tiền không? Chắc chắn đi ngược lại đám đông chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà cái khả năng, trình độ và sự am hiểu của mỗi người thì nó là khác nhau. Nên thay vì chúng ta đi theo đám đông, thay vì chúng ta đi ngược với đám đông thì chúng ta phải lựa theo và chúng ta dựa theo thị trường với những thông tin, am hiểu, kinh nghiệm và kiến thức chúng ta biết, thì chúng ta sẽ kiếm được tiền nhiều hơn so với đám đông. Cũng như là chúng ta có thể là bình thường thì chúng ta không phải là cá mập, không phải những nhà đầu tư dẫn dắt thị trường, thì chúng ta chỉ đi theo, chúng ta đi theo cá mập và chúng ta nhìn thấy dòng nước mà chúng ta bơi theo, thì khi đó chúng ta mới kiếm được nhiều tiền. Còn khi mà chúng ta cứ nghe mọi người hoảng loạn, mọi người nôn nóng nhảy vào, thì khi đó chúng ta nhảy vào kiểu gì chúng ta cũng sẽ mất rất nhiều tiền. Và cái thứ hai là gì? Đây là những thông tin cực kỳ tốt, đó là Việt Nam chúng ta này bây giờ là đang thu hút được nguồn vốn đầu tư FDI ở trên thế giới, và có rất nhiều tập đoàn, có rất nhiều quốc gia, có rất nhiều công ty đến Việt Nam để ký kết văn bản thỏa thuận làm ăn. Tất nhiên là chúng ta nên nhớ này này, khi người ta ký kết văn bản từ lên cái giấy tờ, từ đấy những giấy tờ này mà chuyển thành những công ăn việc làm, chuyển thành tiền, những đơn hàng nhập khẩu và xuất khẩu đầu tiên, thì nó phải có độ trễ về thời gian. Đâu đó nhanh có thể là 6 tháng đến 1 năm, còn không là từ 2 đến 3 năm. Đấy là chính là tự do mà tại sao mà người ta đẩy thông tin ra, và người ta cần thời gian là 6 tháng đến 1 năm hoặc 2 năm thì người ta mới đẩy ra thị trường, người ta bán mà lợi nhuận người ta mới x2, x3 được. Chứ không phải là người ta ôm xong, người ta gom xong là người ta có lợi nhuận được ngay. Cái gì cũng cần phải có thời gian và đẩy ra. Và khi mà chúng ta nhìn nhận được điều này, khi chúng ta nhìn nhận được độ trễ và thời gian này thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nên bây giờ chúng ta mới thấy là tầm ảnh hưởng của Việt Nam ở trên thị trường và trên thế giới là như thế nào. Giống như mới đây nhất bác Phạm Minh Chính có đi thăm Mỹ và phát biểu tại Mỹ, và từ đó Cuba được gì? Là được dỡ bỏ cấm vận. Thì chúng ta mới thấy là cái tầm ảnh hưởng của Việt Nam và vị thế của Việt Nam ở trên thị trường thế giới bây giờ nó đang như thế nào. Đấy chính là lý do mà có rất nhiều quốc gia giống như Mỹ này, Trung Quốc, Nhật, Hàn này, Ấn Độ này, Canada này, Úc, và có rất nhiều các quốc gia khác muốn đến làm ăn Việt Nam. Và đặc biệt bây giờ giống những người Do Thái này, người ta cũng muốn đến Việt Nam để ký kết đối tác, ký kết làm ăn như thế nào. Thì chúng ta phải có cái gì đó hấp dẫn, thị trường Việt Nam nó phải sắp đi lên, nó phải ngon như thế nào thì người ta mới đến. Chứ còn không thì người ta có đến không? Chắc chắn là người ta không đến rồi. Người ta là những nhà đầu tư, những nhà kinh doanh, những lão luyện, những nhà tài phiệt, những nhà tài chính, thì người ta dư sức và người ta biết rằng tiền người ta bỏ chỗ nào và nơi nào là nơi phát triển tiếp theo là người ta sẽ đầu tư ở những nơi đó. Và cái thứ ba là gì? Bây giờ chúng ta có thể thấy không? Lãi suất ngân hàng. Lãi suất ngân hàng thì bây giờ chúng ta là lãi suất ngân hàng là tuột dốc không phanh. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm một năm đâu đó là 5%, mà nếu như tôi gửi dưới 6 tháng thì đâu đó nó chỉ khoảng quanh ngưỡng là 4%. Cũng như bây giờ là lạm phát lên cao rồi giá cả thị trường ngoài kia tăng cao. Nhưng cái điều quan trọng nhất là ngân hàng có nhiều gói hỗ trợ lãi suất như vậy, cũng như là cho vay lãi suất thấp để trả ngân hàng lãi suất cao. Nhưng mà có bao nhiêu người, có bao nhiêu anh em ngoài kia chúng ta có thể vay được gọi lãi suất này? Nếu như bạn vay được thì bạn comment xuống video này đi, bạn có vay được không? Hay là bây giờ bạn đang chịu gói lãi suất là 13%, 14%, 15%, hoặc là vay mới là đâu đó là 10%, 11%, 12%? Đúng rồi, chúng ta sẽ không vay được đâu, không có nhiều người vay được đâu. Nhưng cái thông tin này ra này, là nó làm cho người ta thấy à, bây giờ là đang có cơ hội như thế, đang có nhiều điều tốt đẹp như thế, đang có nhiều điều hay như thế. Bây giờ đi gửi tiết kiệm, bây giờ mà gửi đi ngân hàng này kia thì nó không còn giá trị. Bây giờ phải đi mua bán, đi kinh doanh, đầu tư gì đó. Tất nhiên mọi thứ nó phải có độ trễ. Khi truyền thông thông điệp đưa ra thì người ta phải có độ ngấm và độ thẩm thấu. Người ta cần thời gian đó là 6 tháng đến 1 năm, rồi khi đó thị trường nó mới đạt cái điểm và đạt cái chỗ mà người ta cần phải gì. Người ta cần phải vào thị trường mà người ta ngồi những nhà cá mập, những người đứng phía sau là người ta bắt đầu ra hàng thì người ta mới có lợi nhuận được. Tất nhiên là chúng ta phải cần những cái thông tin là lãi suất ngân hàng nó tuột dốc, nó giảm dốc như thế thì thời gian tới này cái lãi suất ngân hàng nó mới đi xuống được. Còn nếu như chúng ta không có những cái thông tin đó thì cái thời gian tới còn lâu chúng ta mới đạt được đó. Đúng rồi, bây giờ ai cũng nói là lãi suất Việt Nam, lãi suất ngân hàng ở Việt Nam bây giờ đi ngược với thế giới, đi ngược với Fed. Đúng rồi, mỗi nước, mỗi quốc gia mà chúng ta có
cái hình thức và chúng ta cái điều khiển nền kinh tế và tài chính nó khác nhau. Tuy nhiên chúng ta không có thể đi lại ngược lại thế giới và không có thể đi ngược lại lâu, có thể trong một cái thời gian ngắn, trong một cái ngắn hạn thôi chúng ta có thể làm được điều đó, nhưng mà về mặt dài hạn thì chắc chắn là chúng ta phải tuân thủ và đi theo những chính sách và những quy luật về tiền tệ, về tài chính của thế giới. Và cái thứ ba và cái thứ tư đó là gì, là cái chính sách của nhà nước, chính sách phát triển kinh tế của nhà nước. Chúng ta có thể thấy ở Đức năm khoảng năm 2022 thì cái GDP của Việt Nam chúng ta là đâu đó là 409 tỷ, và chúng ta có cái chiến lược là trong vòng 10 năm nữa là cái GDP Việt Nam sẽ tăng lên 1.500 tỷ. 400 tỷ mà tăng lên 1.500 tỷ như các bạn, tăng lên gần gấp 4 lần. Đấy mới là lý do tại sao mà Việt Nam sẽ trở thành con rồng châu Á trong thời gian tới. Khi mà chúng ta biết là chính sách và chiến lược kinh tế của đất nước, của nhà nước thì chúng ta mới biết là chúng ta nên đầu tư mua bán và chúng ta nên đầu tư làm ăn như thế nào trong thời gian tới. Và cái thứ năm là gì? Những chính sách quy định của nhà nước và chính phủ dành cho thị trường bất động sản. Giống như các chuyên gia và các nhà lãnh đạo đất nước đã nói rồi, là bây giờ là thời gian sắp tới là chúng ta sẽ thông qua cái luật đất đai năm 2023 giống như là bỏ khung giá đất thay thế bằng bảng giá đất, hay là cấp sổ đỏ cho người dân chưa có giấy tờ sử dụng đất, hay là đánh thuế cao đối với những người sở hữu nhiều bất động sản. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là các bạn biết không, bây giờ là tháng 10 rồi nhưng mà chúng ta lại chưa áp dụng điều đó, và đâu đó đang dự kiến, đang dự thảo, đang hội thảo, đang bàn bạc là sẽ dự kiến vào khoảng mùng 1 tháng 7 năm 2024. Các bạn thấy không, nó có độ trễ về thời gian, đó là 6 tháng đến 1 năm. Nhưng ai mà hiểu được quy luật này, những ai mà thấy được điều này thì chúng ta mới biết được tại cái thời điểm này là những nhà cao mập, những người đứng phía sau gọi là lật mặt sự thật phía sau là bắt đầu người ta đi ôm hàng, người ta gom hàng. Là ngay cái bước là ai cũng hoảng loạn, ai cũng hoang mang, ai cũng lo sợ, là người ta đi gom hàng, người ta ôm hàng rồi. Và khi các bạn thấy không, khi mà thuế, mà chính sách thuế đánh thuế cao thì bất động sản hay là bỏ khung giá đất thay thế bằng bảng giá đất, thì khi đó bắt đầu là cái giá cả bất động sản, cái thị trường bất động sản nó tăng tốc trở lại, thì khi đó người ta mới bán ra. Không phải là bắt đầu nó tăng tốc xong ngay ngày 1 tháng 7 năm 2024 nó đang tăng tốc liền đâu, nó phải cần một độ trễ và thời gian, nó cần một thời gian, nó khoảng vài tháng nữa. Thì đó chính là lý do tại sao mà gì, người ta sẽ kiếm được tiền và kiếm được rất nhiều tiền. Còn những người mà bây giờ đang hoang mang, lo lắng, lo sợ, hoặc là vay nợ đòn bẩy quá nhiều thì buộc lòng chúng ta phải bán thôi. Nếu mà chúng ta không bán thì chúng ta lấy cái tiền gì để chúng ta sinh sống, lấy tiền đâu mà chúng ta trả tiền gốc, tiền lãi hàng tháng. Và cái thứ sáu là gì, là kinh tế thời gian đấy khoảng 6 tháng đến 1 năm nó sẽ phát triển công ăn việc làm, người ta có tiền, các công ty nhà máy đã tập trung nhiều ở Việt Nam. Khi mà người ta làm ăn có tiền, mọi loại hình kinh doanh, kinh tế nó phát triển sinh sôi nảy nở, người ta có tiền thì bạn nghĩ thì người ta có tiền người ta sẽ làm gì? Có tiền thì thường thì người ta sẽ gửi tiết kiệm, người ta sẽ mua vàng, người ta sẽ đầu tư chứng khoán. Chứng khoán là một loại hình đầu tư cực kỳ hay chứ không phải là dở, nhưng để kiếm được tiền đối với thị trường đó thì không phải là một chuyện dễ. Nếu như nó so với là gì, là gửi tiết kiệm, nó so với mua vàng, so với bất động sản, thì chứng khoán có một gì đó nó cao cấp và nó cần sự phân tích, sự tư duy và tầm nhìn cũng như là sự nắm bắt các thông tin nhiều hơn. Đấy chính là lý do tại sao mà ở Việt Nam đến ngày hôm nay sau hơn 10 năm chứng khoán đã đến, nhưng cái số tài khoản ở Việt Nam nó mới chiếm đâu đó là 15-20% tổng dân số của Việt Nam mới có tài sản. Nếu như mà chúng ta so với những quốc gia khác như Singapore hay Mỹ hay một số nước châu Âu thì cái tổng tài sản, tổng cái tài khoản mà người dân người ta mở đâu đó 80-90%, nhưng ở Việt Nam chúng ta là mới có 15-20%. Bởi vì sao? Để đầu tư mà am hiểu được chứng khoán không phải là tay mơ mà nhảy vào mà kiếm được tiền đâu, chúng ta còn phải trang bị rất nhiều thứ nữa. Nên đấy mới chính là lý do lâu lâu chúng ta nghe nói úp sọt lùa gà. Còn mà khi mà người ta ở Việt Nam chúng ta thì có một cái tâm lý là an cư rồi mới lạc nghiệp, dù có khó khăn như thế nào chăng nữa mới tìm cho mình một mảnh đất cắm rủi. Cái câu này là câu châm ngôn, câu này là ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam rồi. Đó chính là lý do tại sao mà khi người Việt Nam chúng ta có tiền thì cái vấn đề đầu tiên mà người ta nghĩ là mua đất, mua nhà, mua cửa, mua bất động sản. Đấy chính là lý do mà người ta mới nói câu là gì? Người giàu là người liên quan đến bất động sản, mà người liên quan đến bất động sản thì sẽ giàu. Nhưng mà cái quan trọng nhất này là chúng ta phải hiểu được quy luật, hiểu được chính sách và hiểu được cái hướng đi, hiểu được quy trình, hiểu được cách vận hành cái đồng tiền và những cái đội phía sau là người ta hay làm cái trò gì. Chúng ta không có thể đi ngược họ được, và chúng ta cũng không thể đi cùng đám đông mà không thể đi ngược đám đông. Chúng ta phải lựa theo họ, dựa theo góc mập để chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn. Trên đây là quan điểm của mình chia sẻ về cái góc nhìn là lật mặt sự thật phía sau cái thị trường bất động sản. Có thực sự là ngày tận thế đã đến, nhà đầu tư chết thảm hay không, hay là chỉ là đám đông chết thảm và cái số lượng tiền đó dồn cho một số nhà tài phiệt, dồn cho một số nhà đầu tư cá mập tay to phía sau, để cho người ta đã giàu thì ngày càng giàu hơn,
Còn những người nghèo á, thì càng ngày càng nghèo hơn. Nếu như anh em xem clip đến đây, thấy nội dung hay và ý nghĩa thì đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ mình, cũng như là thời gian tới khi mình ra video, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video này với những thông tin hay nhất, ý nghĩa nhất và giá trị nhất.